Chào bạn. Chào bạn. Bạn tên là gì? Tôi tên là Lục Trình. Bạn tên là gì? Bạn tên là Campe. Bạn học lớp nào? Tôi học lớp 5. Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi 10 tuổi. Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn 11 tuổi. Bạn học trường nào? Tôi học trường SSIS. Today we are going to do a play about bargaining. When we go to the local market or store, we should bargain. For example, the shopkeeper might double or triple the price, and you can get lower price if you bargain. Trang xoay này bao nhiêu tiền? 150.000 đồng. Đắt quá. 40.000 đồng được không? 50.000 đồng. Được rồi, bán cho con xoài này.